bại trong kinh doanh là lẽ thường tình, đúng. Nhưng mà không có đủ. Nguyên văn của nó là gì? Một cái người mà có năng lực kinh doanh, một người có nền tảng văn hóa thì thất bại trong kinh doanh là lẽ thường tình. Bởi vì họ thất bại là vì sao? Vì họ không gặp may, họ thiếu kinh nghiệm thì họ thất bại thôi. Nhưng mà không thể nào ai xui hoài, đến ngày nào đó cũng may. Thứ hai, thất bại vì thiếu kinh nghiệm thì làm hoài sẽ có kinh nghiệm. Nhưng đối với những người mà không có nền tảng văn hóa, không có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo thì thất bại trong kinh doanh là lẽ thường tình, không thể nào mà là lẽ đương nhiên, lộn,